Em xin chào tất cả các bác nhá. Thì hôm nay em lại lên một video tiếp cho các bác đây. Thì là lên cái video về cái nhãn xả nha các bác nhá. Đấy. Ở cái video hôm nay thì em đã nói về cái vấn đề là khi mà mình xả nhãn xong thì mình cần làm những gì để tiếp tục chăm sóc tiếp cho cái mùa tới. Thì vào thẳng vấn đề là khi mà chúng ta mà xả nhãn rồi các bác, thì các bác cũng chịu khó tưới cho em một chút nhá, để nó cung cấp nước, để nó đẩy mấy cái mầm lên đấy các bác, với cả là để cho nó tan được cái phân mà hôm bữa em có quay cho các bác xem đấy, phân gà đấy nó. Thì khi mà xả xong được khoảng một tuần thì các bác lên rửa vườn cho em. Thì rửa vườn như thế nào? Ở đây người ta sẽ gọi là rửa vườn, có nghĩa là không phải là dùng nước để mình rửa cây đâu nha các bác nhé, mà rửa vườn ở đây ấy có nghĩa là khi mà các bác xả xong thì các bác phun thuốc để rửa cây, để tránh khỏi bị lấm này, lấm mốc các thứ ấy các bác. Thì lên dùng thuốc gì để rửa, và tại sao phải rửa? Thì trước tiên là em sẽ nói nguyên nhân trước nhé các bác nhé. Thì khi mà các bác chăm sóc khi mà nó nuôi quả ấy các bác, nuôi quả này này đó, nó nuôi 7 tháng rồi đó, thì nó cái quả, khi mà quả nào của mình nó bị lấm bệnh ấy, nó rụng xuống gốc này, nó rụng xuống gốc, nó sẽ lây dần lên thân cây. Thì đây để em lấy một cái mọc cây ví dụ cho các bác xem. Đây các bác thấy cái cây mà thân nó bị xanh không? Là nó bị rêu này. Đó, bị rêu là thứ nhất nhá. Còn bị như này này. Còn bị như này là lấm này nha các bác nghe này. Đây. Đây các bác thấy không? Như này là nó đang bị lấm nha các bác. Đó. Thì để có thể mà trị được những cái để mà trị những cái loại này thì dùng chúng ta lên mua cái loại thuốc aqua như các bác nhá. Để các bác pha và các bác xịt đều hết cây cho em, xịt cả gốc cả cành. Thì em có khuyên các bác là lên phun như thế này. Thì đây để em quay đây nhá. Thì đây thì nó hơi ngược chiều sáng, em quay ngược lại cho các bác xem. Đây chẳng hạn hai hàng như thế này đúng không? Thì các bác đi lửa bên ngoài kia trước, lửa mé ngoài các bác xịt hết lửa mé này trước, xịt cả ngoài gốc luôn nha các bác nhá. Ý là xịt ở gốc, ở dưới gốc ấy các bác. Đó, xịt chỗ tay em đang chỉ này, xịt cả ở gốc luôn, xịt hết một nửa này. Xong bắt đầu các bác đi ống lại. Đi ống lại thì các bác đi tiếp đường lửa bên này, xịt lên. Thì nó sẽ đều cây hơn. Nó sẽ là cái thuốc của mình nó sẽ phủ kín được cây ấy. Nếu mà không phủ kín thì là cái lấm bệnh ấy nó sẽ lây ra, thì mình về sau mình chăm mấy cây do mùa mới nó sẽ rất khó ra quả khi mà nó ra quả ấy. Thì cái quả của mình nó có khả năng sẽ bị lây theo cái đường đấy luôn nhá. Đó, xịt lên từ cái mé lửa này đi lên tiếp. Thì khi mà hết rồi thì chúng ta lại đi tiếp cái lửa này. Đi cái lửa này. Đó. Khi mà hết lửa này thì ta lại vòng đi lửa bên. Thì khi phun như thế thì nó sẽ là đều được cây hơn. Nó đều và nó không bị gọi như là sót đi các bác. Đấy. Đây các bác nhìn có thể cái gốc này. Đó, thấy không? Các bác cái chỗ tay em đang chỉ này. Đấy, thấy cái chấm xanh không? Đấy là nó đang bị rêu nha các bác. Còn cái tròn tròn đằng trên đây thì là nó đang bị lấm mốc. Đấy, cho nên là chúng ta phải trị nó luôn. Vì sao thì đó là vì sao mà chúng ta lên phải rửa vườn. Thì khi mà chúng ta phun rửa vườn thế thì cái cây nó sẽ sạch hơn. Nó sạch thì mình chăm cái cây của mình nó sẽ dễ hơn nha các bác.
Em thì em có kẹo vú sữa ở đây rồi. Năm dần dần tới mà em sẽ cái loại nhãn này mà nó không được quả như ý của em nữa thì em sẽ bật hết nhãn, em chăm vú sữa. Nói chung là mình phải đi trước thôi. Chứ còn nếu mà cứ chăm hết vào nhãn mãi mà đến lúc mà không may mà nó bão hòa ấy các bác, nhiều quá nó bão hòa ấy, thì mình còn có cái khác mình đẩy. Đấy thì là lý do tại sao mà em bảo các bác là phun nấm nha các bác nhá. Thì giờ em sẽ đi lên em quay cái bao bì cho các bác nghe xem nha các bác nhá. Thì đây nha các bác nhá, đây là cái gói Aqua mà em vừa bảo các bác lấy về để phun đây. Thì nó là cái loại để diệt trừ khuẩn nấm nhá. Đó. Đây các bác có thể xem qua này. Đó. Đây. Nói chung thì các bác có thể là chụp lại màn hình để có thể xem kỹ hơn nhá. Thì là em riêng bị nấm thì em chuyên dùng những cái loại này đây các bác. Còn nếu mà liều lượng ấy thì các bác có thể là xem ở trên cái bao bì giúp em với. Chứ mỗi người pha một cách ấy. Không phải là mỗi người pha một cách mà mỗi người có một cái loại bồn nước khác nhau. Đây, 125 g pha với 120 lít đúng không? Đến 150 lít thì là em chỉ em pha và là mình lấy cái số thấp thôi, đừng lấy số cao, là 125 g gram cho 120 lít thôi. Đó. Nhìn các bạn. Đây, nói chung là về các bác có thể là xem thêm nha các bác nhé. Thì video của em là chắc là xin phép là kết thúc ở đây thôi. Còn nếu như mà các bác thấy video của em hay hữu ích thì các bác có thể là cho em xin một like và một lượt đăng ký để ủng hộ em ra tiếp các video sắp tới nha các bác nhé. Còn nếu như các bác mà có thắc mắc hay là đóng góp gì ấy thì các bác có thể là để lại dưới phần bình luận hoặc là liên hệ qua bên nhắn tin qua bên Zalo của em. Thì phần Zalo em sẽ để ở dưới phần mô tả nhé các bác nhé. Rồi hẹn các bác ở một video sắp tới ạ.